Ngọc Hương và anh Hải rất vui được gặp lại quý vị khán giả của chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Anh Hải nè, hồi nãy á, mấy đứa bạn của em rủ đi ăn mấy món chay, em rất là thích. Ủa mà mấy bạn của em là thích ăn chay lắm hả? Dạ. Sao nãy em không chịu rủ mọi người đến đây luôn nha em? Ủa, vậy là hôm nay anh Hải sẽ hướng dẫn cho em cũng như quý vị khán giả một món ăn chay hả? Đúng rồi, hôm nay anh sẽ giới thiệu cho Ngọc Hương và quý vị khán giả đây một món chay có tên gọi là chả giò chay. Nguyên liệu để làm món chả giò chay này gồm có đậu hũ, chả lụa chay, tàu hũ kỳ, nấm rơm, nấm mèo, nấm hương, củ sắn, khoai lang, giá, ớt, hành bô rô, ngò rí, đậu xanh, kiệu ngâm chua, cà rốt và củ cải trắng ngâm chua, bún tàu và bánh tráng vàng và một số gia vị thông thường, bột ngọt Ajinomoto, giấm gạo Lisa và một gia vị nữa là nước tương Lisa. Đầu tiên chúng ta sẽ bắt nước ra luộc đậu hũ này trước. Dạ. Đầu tiên anh sẽ sơ chế cái phần này. Anh Hải ơi, em thấy nước sôi rồi nè, em giúp anh luộc đậu hũ nha. Rồi, Ngọc Hương bỏ vào cho anh nha. Dạ. Bỏ vào từng miếng anh em. Đậu hũ kia thì mình cắt sợi hay là cắt hạt lựu hả anh Hải? Chúng ta sẽ cắt sợi Ngọc Hương nha. Dạ. Em không biết là mình luộc đậu hũ cho đến khi nào thì được ha anh? Mình luộc đậu hũ vừa nóng là được ha. Dạ. Chúng ta không nên luộc đậu hũ lâu quá. Anh sẽ cho đậu hũ kia vào trong đây nha. Đậu hũ chúng ta bây giờ cũng đã được rồi, chúng ta sẽ vớt ra. Dạ. Trong khi chúng ta đợi đậu hũ nguội thì chúng ta sẽ sơ chế kế tiếp phần còn lại. Cái đó là khoai lang. Em nghĩ là khoai lang mình cũng cắt sợi đúng không anh Hải? Đúng rồi Ngọc Hương. Cái đến tôi sẽ cắt củ sắn. Cái đến anh sẽ cắt hành bô rô nhuyễn nha. Dạ. Rồi anh sẽ băm nhuyễn cái này nha. Dạ. Anh sẽ cho một ít dầu ăn vào. Dầu sôi thì Ngọc Hương bỏ vào phi giùm anh nha. Dạ. Cái đến tôi sẽ cắt nấm hương. Nấm hương thì chúng ta cũng cắt nhuyễn. Các bạn lưu ý là khi nấm hương chúng ta nếu mà lớn quá thì chúng ta sẽ chẻ nó ra làm đôi. Hành này mình phi cho vàng hay là chỉ dậy mùi thơm thôi hả anh Hải? Cho nó vàng em. Dạ. Phần nấm hương này chúng ta sẽ cho chung vào trong tô luôn. Kế đến chúng ta sẽ cắt nấm rơm. Như vậy được rồi đó Ngọc Hương nha. Dạ. Ngọc Hương cho ra đĩa để nguội mình nha. Dạ. Nấm rơm chúng ta cũng cho vào trong tô luôn. Nấm mèo chúng ta cũng cắt sợi nha Ngọc Hương. Dạ. Rồi chúng ta cũng cho vào trong tô. Dạ. Kế đến phần giá này chúng ta sẽ cho vào trong tô. Chúng ta sẽ cho một ít đậu xanh. Và nhân chả giò chay hấp dẫn thiệt đó. Quá chừng nguyên liệu luôn. Và bún tàu. Rồi chúng ta sẽ cho chả lụa chay vào chung luôn. Rồi kế đến chúng ta sẽ cho cái phần hành chúng ta đã để nguội lúc nãy ha. Dạ. Chúng ta cho vào chung luôn. Phần ngò rí này chúng ta cũng cắt nhuyễn ra. Phần ớt này chúng ta sẽ băm nhuyễn. Đậu hũ chúng ta đã để nguội thì chúng ta sẽ vắt bỏ phần nước nó đi. Rồi chúng ta sẽ tán nhuyễn cho nó dai lên nó ngọt hơn. Ủa mà anh Hải ơi, em không hiểu là tại sao mình phải vắt khô nước đậu hũ ha anh? Tại vì chúng ta vắt khô nước đi, chúng ta bỏ phần nước đó thì khi chúng ta bỏ trong cái nhân chả giò chúng ta sẽ được khô và nó sẽ ngon hơn đó em. Dạ. Quý vị khán giả hãy lưu ý điều này, chúng ta sẽ vắt khô nước đậu hũ. Như vậy khi cho đậu hũ vào trong nhân chả giò của chúng ta sẽ được ngon. Ngọc Hương giúp anh tán đi nha. Dạ. Anh sẽ cho một ít gia vị vào trong cái nhân nữa. Chúng ta sẽ cho khoảng 2 muỗng đường, 1 muỗng muối. 1 muỗng muối. Nửa muỗng tiêu. Dạ, có tiêu nữa. Và 2 muỗng bột ngọt Ajinomoto. Xong rồi nè anh Hải ơi. Và bây giờ chúng ta sẽ cho cái hỗn hợp này chung rồi chúng ta sẽ trộn đều lên. Dạ. Thế dùng tay chúng ta bóp trộn đều thì gia vị nó thấm nhanh hơn á Ngọc Hương ha. Dạ. Sau khi chúng ta trộn cái phần nhân chả xong, bây giờ chúng ta sẽ cuốn chả nha. Dạ, cuốn chả giò. Để em phụ anh Hải nha, em có chuẩn bị sẵn cái thớt rồi nè. Đầu tiên chúng ta sẽ thấm một ít nước vào trong bánh để cho bánh nó mềm và dễ cuốn nha. Đây, cho một ít nhân lên. Dạ. Rồi mình sẽ gấp cái hai cái đầu mép này trước. Dạ. Cho em miếng nhân chả giò đi. Rồi anh sẽ nhân. Mình sẽ gấp hai mép lại. Dạ. Chúng ta sẽ sử dụng 3 muỗng nước tương Lisa. Dạ. 3 muỗng nước tương Lisa. 1 muỗng giấm. Dạ. 1 muỗng giấm gạo Lisa. Thế đến chúng ta sẽ cho 3 muỗng nước.
và một muỗng đường nữa không Hương? Dạ. Ta sẽ quậy đều phần đường này cho nó tan đều nha. Dạ. Em thấy dầu như vậy là được rồi đó anh Hải. Ừ. Sau khi chả giò chúng ta đã chiên xong, bây giờ chúng ta sẽ trang trí. Dạ. Bây giờ sẽ cho một ít lá ngò lên trên. Dạ. Mình sẽ cho một ít củ kiệu ngâm chua. Dạ. Một ít ớt băm lên trên cho có màu sắc đẹp. Dạ. Bây giờ chúng ta sẽ thử cái thành quả của anh em mình làm thế nào ha Ngọc Hương nha. Dạ, em đang nóng lòng chờ đợi đây. Rồi, ăn một miếng. Dạ, cảm ơn anh Hải. Không muốn tương visa nữa nha. Dạ. Thơm ngon quá anh Hải ơi, công nhận là chả giò chay ăn rất là ngon. Thơm mùi nấm nè, mà chả giò anh Hải chiên rất là giòn, ăn rất là thích. Hãy đừng quên đóng góp ý kiến để chương trình Món Ngon mỗi ngày một đa dạng phong phú và hấp dẫn hơn. Vẫn có hai cách thức quen thuộc, quý vị có thể gửi thư về hộp thư 276 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn hoặc gọi điện thoại đến trung tâm tư vấn khách hàng của công ty Ajinomoto 061-882-6188. Ngọc Hương và anh Minh Hải xin được chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại vào chương trình lần sau. Xin chào!